Năm 2015, khi mới 21 tuổi, Catriona Ray lần đầu tiên tới Việt Nam với điểm dừng chân đầu tiên là thủ đô Hà Nội. Do không lường trước được khí hậu mùa đông nên cô nàng mang khá ít quần áo. May sao một chiếc áo khoác duy nhất trong hành lý đã cứu người đẹp giữa mùa đông Hà Nội. Điểm dừng chân tiếp sau đó là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ngoài việc ngắm cảnh, người đẹp Philippines còn thử nhiều món ăn địa phương, trong đó có đặc sản bún chả nem cua bể Hà Nội. Không chỉ là những chia sẻ về ẩm thực, tân hoa hậu lúc bấy giờ còn quay một clip nhỏ trong một lần khám phá Vịnh Hạ Long. Tất cả những điều này đều khiến người hâm mộ Việt Nam thích thú và dành những lời mời chân thành với người đẹp. Hẹn một ngày gần nhất sẽ được chào đón cô quay trở lại với đất nước hình chữ S thân yêu. Buổi lễ diễn ra vào tối ngày 17 tháng 12 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Taeyeon, Yuna, SNSD, Minho, Taemin, Kay, Shinee, Suho, EXO. Tại đây, một quỹ từ thiện do mẹ của cố nghệ sĩ thành lập nhằm giúp đỡ nghệ sĩ trẻ về cả công việc lẫn sức khỏe, thể chất, tinh thần. Trên các mạng xã hội, đông đảo fan bày tỏ nỗi nhớ nam ca sĩ, nhớ về một ký ức không thể nào quên. Đó là ký ức về ngày 18 tháng 12 năm 2017, làng giải trí châu Á rúng động vì Jon Hoon tự tử bằng khí thang. Cái chết của tài năng 27 tuổi phần nào cho thấy sự khắc nghiệt của làng giải trí Hàn Quốc. Video được Minh Hà đăng tải trên trang cá nhân, nữ diễn viên MC nổi bật với chiếc đầm đỏ bó sát. Cô liên tục căng chỉnh vẻ bề ngoài và khoe ba vòng gợi cảm trước màn hình. Minh Hà cho biết video này là câu trả lời cho những ai nghi ngờ cô photoshop hình ảnh của mình. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến khen ngợi nhan sắc xinh như nữ thần của nữ MC, nhiều khán giả cho rằng cô đã trùng tu lại vẻ đẹp ngoài khiến đôi môi dày, cằm nhọn hoắt lệch thẳng một bên. Người hâm mộ tiếc nuối nhan sắc hài hòa tự nhiên của nữ MC trước đây và nhận xét gương mặt của hiện tại cứng đơ như tượng sáp. Hiện Minh Hà vẫn chưa lên tiếng về nghi án giàu kéo này. Theo hồ sơ, bà Mai có thuê lại một phần đất tại khóm 2 phường 9 thành phố Cà Mau và phần đất này đã có quyết định thu hồi trước đó. Khi bà Mai đưa phương tiện cơ giới vào thi công xây dựng tại phần đất này thì bị cơ quan chức năng phát hiện lập biên bản. Sau đó, bà Mai có đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau và đề nghị cơ quan điều tra khởi tố một số cán bộ và những người trong tổ công tác về hành vi cướp tài sản. Tài sản bà Mai báo mất gồm tài sản trên đất trị giá 100 triệu đồng và 4 bao tải đựng 15 tỷ đồng tiền mặt. Sau đó, bà Mai điều chỉnh xuống còn 2 bao tải đựng 6 tỷ đồng. Qua xác minh, cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án. Đối tượng vừa được giải cứu là Nguyễn Hiền Thái, 28 tuổi, ngụ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Thái điều khiển xe máy rảo quanh các tuyến đường ở quận 6 để kiếm con mồi sơ hở rồi ra tay cướp giật tài sản. Khi đến ngã ba đường Phan Văn Chí, đường số 9, phường 7, quận 6, thì thấy người đàn ông đeo dây chuyền vàng trên người nên áp sát rồi giật mạnh khiến người đàn ông ngã nhào ra đường. Ngay sau đó, người dân phát hiện, nhanh chóng truy đuổi, sợ bị bắt, Thái bỏ chạy vào nhà người dân ven đường rồi cố thủ, sau đó nhảy xuống cống rãnh để tẩu thoát. Không may Thái mắc kẹt lại trong cống nên phải nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát đến giải cứu và đưa vào bệnh viện để điều trị vết thương. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy chiếc xe đầu kéo này đang chở gạch đá lưu thông trên đường, tuy nhiên lại không hề che chắn. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sau cú sốc, những viên gạch trên xe rơi xuống đường. Rất may thời điểm này không có chiếc xe nào bên cạnh, nếu không thì hậu quả sẽ rất khó lường. Cụ thể, khi bất ngờ kiểm tra một căn nhà ở phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, lực lượng chức năng bắt quả tang Huỳnh Ngọc Chi, sinh năm 1978, cùng với hai người em ruột của mình là Huỳnh Thanh Long, sinh năm 1980 và Huỳnh Thanh Sang, sinh năm 1982, đang tổ chức thầu đề. Bước đầu, Chi khai nhận để thực hiện hành vi của mình, ba chị em Chi đã thuê ba đối tượng khác sử dụng nhiều máy phát và nhiều số điện thoại để nhận số đề từ các nơi chuyển đến, đồng thời tính tiền số đề mỗi ngày. Mỗi đối tượng được trả tiền công từ 4,5 đến 5,1 triệu đồng mỗi tháng. Đường dây này đã hoạt động gần 5 năm nay. Mỗi ngày, các đối tượng nhận tiền số đề từ các nơi khác chuyển đến khoảng từ 300 đến 400 triệu đồng. Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ 16 máy phát, 18 điện thoại di động, trên 397 triệu đồng và nhiều phơi đề. Hiện nay, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu có hơn 30 hectare nuôi tôm siêu thâm canh. Đối tượng nuôi chủ yếu là tôm thẻ, với chi phí đầu vào từ 600 đến 700 triệu đồng một hectare. Theo đánh giá, tỷ lệ thành công của mô hình là trên 80%.
Tuy nhiên, nhiều hộ nuôi tôm cho hay mô hình siêu thâm canh cũng song hành với siêu ô nhiễm nếu không xử lý tốt nước và chất thải ra môi trường. Làm cái này thì chất thải ra môi trường rất là lớn, mà nếu như mình không có xử lý được cái vấn đề đó thì sẽ ảnh hưởng tới những người chung quanh. Thành ra là khi lúc đầu xây dựng vô là mình đã nghĩ ngay tới vấn đề đó. Thành ra là mình đã xây dựng cái hệ thống biogas để xử lý cái chất thải đó rồi. Phát triển ồ ạt nhất với mô hình này phải kể đến Cà Mau. Từ khoảng 100 hecta nuôi tôm siêu thâm canh ở năm 2006, hiện đã tăng lên 1.800 hecta với hơn 1.740 hộ nuôi. Tuy nhiên trên thực tế, loại hình nuôi này đang tồn tại nhiều quy trình nuôi khác nhau, chưa có quy trình chuẩn, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Qua kiểm tra, có đến 50% diện tích và số hộ nuôi không đáp ứng các điều kiện nuôi theo quy định. Nạn xả thải vẫn xảy ra từ các ao nuôi trực tiếp ra môi trường. Để hạn chế, chính quyền địa phương các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu đã tăng cường giám sát, khuyến khích người dân cẩn trọng trong quá trình nuôi. Thì hiện nay đối với lĩnh vực nuôi tôm thâm canh thì chúng tôi phối hợp các xã tổ chức tuyên truyền cho bà con mình nhằm làm sao để bảo vệ cái môi trường chung, để cái quy trình nuôi thâm canh nó sẽ phát triển tương đối bền vững. Tách chất thải rắn ra, ví dụ như bây giờ mình làm cái hố siphon cái đó, rồi xong mình đặt một cái máy hút, cái máy đó để mình hút cái chất thải rắn như là phân tôm, vỏ tôm đó, mình đưa lên cái hố biogas, mình làm cái hố biogas gần đó, mình đưa cái chất thải rắn ra đó, để vô đó cho nó phân hủy để mình lấy cái ga đó mình sử dụng lại. Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh đang được coi là một cuộc cách mạng đối với nghề nuôi tôm hiện nay. Nhưng nếu không có giải pháp hiệu quả để bảo vệ môi trường thì khó tránh khỏi tình trạng siêu ô nhiễm, có thể khiến ngành nuôi tôm dậy chết. Không chỉ trông chờ vào các giải pháp quyết liệt từ ngành chức năng, doanh nghiệp và người dân cũng cần phải đặt vấn đề bảo vệ môi trường lên hàng đầu. Cụ thể, khi tiến hành kiểm tra phòng trọ do Huỳnh Thanh Nhàn, sinh năm 1985, ngụ xã Thành Hải, huyện Thạnh Phú thuê, lực lượng chức năng phát hiện 20 tép ni lông có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Còn tại phòng trọ do Nguyễn Bảo Ân, sinh năm 1991, ngụ xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, cùng Huỳnh Thị Ánh Tâm, sinh năm 1991, ngụ xã Tân Thanh, huyện Dòng Trơm thuê, lực lượng chức năng cũng phát hiện 2 túi ni lông có chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá, cùng nhiều vũ khí như dao, gậy, roi điện và nhiều đồ vật có liên quan. Hiện cả ba đã bị lực lượng chức năng bắt giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Sò, 23 tuổi, ngụ khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Trước đó, khi Sò đang tiến hành trộm chiếc xe gắn máy của ông Nguyễn Văn Dũng, ngụ xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, An Giang, thì có biểu hiện co giật nên đã bị bắt. Tiến hành kiểm tra nhanh đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện Sò dương tính với ma túy. Ngay sau đó, Sò đã được đưa về cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh An Giang điều trị để cắt cơn, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Sò để tiếp tục điều tra vụ việc. Quý vị và các bạn đang chứng kiến những hình ảnh từ đoạn clip có độ dài gần 8 phút ghi lại cảnh chiếc xe của người phụ nữ bị nam thanh niên mặc đồ đen đốt ngay giữa đường trước sự chứng kiến của nhiều người. Đáng chú ý, khi phát hiện vụ việc, một người dân đã cầm bình cứu hỏa mini ra để dập lửa nhưng nam thanh niên đã ngăn lại. Sau đó, nam thanh niên này đã lên một chiếc xe của người bạn rời khỏi hiện trường và không quên để lại những câu thách thức. Hình ảnh do camera hành trình ghi lại cảnh một cô gái đang chạy trên đường. Bất ngờ tên cướp phía sau vượt lên, áp sát giật tài sản. Cú giật mạnh khiến cô gái ngã trượt dài trên đường. May mắn cô gái bị mất túi xách và chỉ bị thương nhẹ. Được người đi đường đỡ dậy, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 18 tháng 12 ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, với thủ đoạn mượn xe máy rồi mang đi cầm, Vinh đã lừa gạt thành công anh Him Rón, 21 tuổi, cư trú xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang và anh Trinh Thái An, 38 tuổi, cư trú thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Tổng cộng 2 lần mượn xe máy, Vinh cầm được số tiền 25 triệu đồng. Sau đó, Vinh mang toàn bộ tiền này sang casino ở Campuchia đánh bạc và thua hết sạch. Nhận được tin báo của bị hại, cơ quan công an tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ liên quan. Sau đó, cơ quan công an đã mời Vinh về trụ sở để làm việc. Tại đây, Vinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời cũng thừa nhận thêm với thủ đoạn như trên, hắn đã lừa được 2 nạn nhân khác trước khi bị bắt. Tiêu điểm nóng, chưa xem tin nóng, chưa bàn nóng.
tiêu điểm nóng phát sóng lúc 18 giờ hàng ngày trên đài truyền hình thành phố Cần Thơ.